Trận đấu bắt đầu. Trận này sẽ rất khốc liệt và khó dự đoán. Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra hôm nay. Hai đội đã chơi tốt trong hiệp 1 và sẽ rất căng thẳng trong hiệp 2.
anh đặt xe sẽ được giảm tới 30k cùng nhiều ưu đãi. Đã rồi. Đó là một bàn thắng hoàn hảo, bóng đá vào lưới. Với một cú sút như vậy, thủ môn không còn lựa chọn nào khác. Chiến thắng sát sao nhưng kết quả rất đáng giá. Shake it all around.